Hello, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video trong tựa game Lockroot cùng Trendly Gamer trong ngày hôm nay. Ở video này á, thì mình đã có hứa với bạn trong video lần trước rồi, thì nhất định mình phải làm được trong video ngày hôm nay. Đó chính là luyện 400 Mastery để có thể biến thành một con khủng long Spino hoàn thiện. Đây, có chiêu luôn rồi, luyện dư luôn 5 điểm luôn rồi, tặng cho 5 điểm luôn á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu biến hóa ha. Ủa gì kỳ vậy? Sao mấy chiêu này lít vô được, sao chiêu này không được là sao ta? Gì kỳ vậy? Biến rồi. Thì bên cái phần biến hình đây, để mình tắt cái Unikay cái. Mình đi mà mình thấy khựng khựng là mình biết nó là chứ không ai trồng khoai đất này nữa. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ biến thành cái dạng mà nửa người nửa khủng long như thế này ha. Nhưng mà chắc mình nghĩ là mình sẽ giữ liệt để có thể biến thành một con Spino chính hiệu, giữ liệt thử coi. Đó, nhất định là vậy rồi, tại vì bên phần biến hình rồi, thả ra ha. Khi mà ở bên cái phím tê này nè, nó chuyển qua hình con khủng long thì mình sẽ thả ra đây. Hết nói nổi mà. Đây là con khủng long Spino mà mình đã biến hình rồi á. Nhìn chút chán dữ trời. Giống cái con boss Spino ở bên đảo kia đó các bạn. Y chang như là cái đuôi cá sấu luôn. Cái này chắc lấy nguyên con cá sấu nè các bạn. Lấy nguyên con cá sấu đây nè, đây. Nguyên thân của con cá sấu nè. Cái bẻ cái đầu cong cong lên á, chỉnh cái mỏ lại sơ sơ xíu, thêm chân vào, thêm tay vào, thêm vây vào là thành con Spino gây. Ở đâu mình sẽ bắt đầu điều khiển những bước đi đầu tiên ha. Chạy được không? Không chạy được nha các bạn. Nhảy cũng không được luôn. Rồi vậy giờ sao, leo lên trên kia đánh quái đi trời. À, có cắn nè, à, dữ lắm nha. Ghê, bé ghê lắm. Số 1 coi. Wow các bạn, wow. Sử dụng cái tay của nó, wow nè. Nhưng mà chiêu hồi thì tầm khoảng đâu 10 giây đó các bạn ơi. Wow, nó dữ dội chưa. Chiêu tiếp theo là rống nè. Chiêu 3 làm gì đây? À, đề ba chạy các bạn. Chạy cái bắt đầu lỡ đất ghê gớm thiệt. Có tiếng đi đùng đùng luôn nha. Số 4 làm gì vậy? Gì kỳ vậy? Cắn con cái vậy? Chắc mình nghĩ là cái này là nó sẽ cắn hiệu ứng vết thương sâu nè. Với một người chơi cũng như là con quái ha. Rồi giờ sao đi lên trên kia ta? Cầu thang xây cũng ác ôn thiệt chứ. Nhưng mà sao mình thấy khủng long mình nhỏ dữ ta? Có chút xíu à. Chưa đứng tới cái nhà này nữa à trời. Nhìn chán thiệt luôn chứ. Không sao, để lát mình qua đảo bên kia mình sẽ so sánh với con Spino bự. Bây giờ mình sẽ biến về trạng thái hình người nè. Ok, rồi mình phải nhảy lên cầu thang, lên trên đây mình sẽ quyết đấu với bọn này. Bây giờ sẽ biến hình nè. Spino giáng thế. Đằng hương rớt từ trên cao rớt xuống thiệt. Nào, để thử cắn coi. Cắn à, gì kỳ vậy? À, không tới, xích lại tí nữa. Ủa? Sao không trúng? Ui ui. Cùi. Xích lại thiếu nữa coi. Gì kỳ vậy? Trời đất ơi. Ui, nghĩa thiệt chứ các bạn ơi. Mỏ cắn không trúng, phải cần cổ cắn mới trúng. mình hết diễn tả được rồi. Đáng lý ra cái mỏ này á, là phải cắn gây sát thương phải không, hoặc xích lại đây tí phải không. Còn này nè, mình phải kê ngay cần cổ nè. Đó nè, mình ve là trời, lui không được nha bạn, lui không được. Điều khiển cũng lông thì khó rồi chứ. Mình nghĩ là sau khi mình biến thành cái trạng thái này chắc mình dễ bị ăn sát thương hơn á. Nè bạn coi nè, đó ngay phía dùng mỏ cắn không gây đam nha. Xích xuống cần cổ. Khủng long Spino này là dạng mà nó thời tiền sử cổ đại lâu quá rồi các bạn, qua mấy triệu năm ánh sáng rồi đó, nên là bây giờ á là nó phải chuyển về cái trạng thái là cái mỏ là nằm ngay cần cổ đây. Xích lại nè, đưa cần cổ nè, đó mất máu liền. Các bạn thấy gì dữ dằn chưa? Ơi con quái chịu sao thấu. Mình thấy là anh này không phải là giống nó cắn,
mà lấy cái cần cổ đè đầu đè cổ người ta đó, người ta bị mất máu nghĩa chứ. Rồi chiêu số 1 coi. 56 máu mà bị bắn rưa không. Bắn rống không các bạn ơi. Trời ơi khủng long. Mình thấy biến là cái dạng này hình như là mình đưa nề cho chúng đánh này sao á ta. Nó phế gì kinh khủng mà nó phế kinh dị luôn. Phế y chang hắc phế. Ủa? Hắc phế vô anh sẽ vờ nè các bạn. Từ bởi vậy họ hàng của con khủng long này mà nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ, nhắc trác quỷ rơi càng tốt, mà nhắc tới hắc phế cái đâu nhìn lên cái gặp ngay à. Rồi tiếp mình sẽ sử dụng chiêu số 2 nha. Chiêu số 2 này rống kẻ thù sẽ bị chón ha, tầm 2 giây á, bị chón 2 giây á, rồi xong. Đi đầu, bức nẹt, nhà ma, chua chát, tình đời. Không có đào tin nổi được. Sao mà nó cui vậy? Để lát mình đi kiếm hắc phế các bạn ơi. Quên mình tắt đi nha. Cái con khủng long này nó đù lắm các bạn, nó chạy không được, nó bay cũng không được nữa. Nó đi kiểu này người ta vừa đánh vừa chạy thì làm sao mà để dí kịp. Phế. Biến con khủng long phế thật sự luôn. Rồi mình biến lại nha. Đó, biến lên. Bắt đầu mình sử dụng cái chiêu số 3 hành càng nha. 56 máu các bạn. Rồi bị bắn luôn. Sau khi mà mình quay đầu lại thì mình bị bắn muốn nhập viện luôn rồi. Nè chiêu số 4 coi. Nhai đầu đó. Còn bắn được luôn. Đè đầu đó đúng rồi. Ôi cái con khủng long này. Mình trông ngóng biết bao luyện 400 mastery đâu có dễ các bạn. Mà giờ vậy nè. Thua. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm hắc phế, mình cạp đầu ha. Để mình kiếm hắc phế trước cái đã các bạn ơi, các bạn chờ đó, mình sẽ quay trở lại. Mình thấy hắc phế rồi các bạn ơi, thấy rồi. Mình sẽ tập kích từ trong bụi rậm nha. Từ từ thôi. Đá gì đó kìa. Lão đi. Chém ảo chém, dám ống khủng long lại chém. Trời ơi, nó lỗi kìa. Lợi đây. Rồi xong. Ơi cho lên quay. Trời đất ơi. Game nó lỗi. Đi kiếm. Nó lỗi các bạn ơi. Trời ơi. Không sao. Qua lại. Mình sẽ tập kích lần này nha. Đó. Luôn đi trong mấy cái bụi nè, không ai để ý đâu. Luôn tập kích. Gắn đi. Nhảy đầu lướt. Hạ kỳ bá dương làm được cái thá gì. Dĩ theo. Tiếc hả. Cào đúng rồi. Rống lên đi. Chọn. Chạy đi. Đã. Giảm lâu. Ngon. Môi này sẽ bổ bén. À, đây rồi. Rống lên đi. Tiếc hả. Nhai đầu.
càng đã thì chứ. Cái chiêu đó đó các bạn, để mình tiếp cận kẻ thù á. Hả? Giáo lại đá đít mình. Ồ. Xài chiêu chém đồ ghê lắm các bạn ơi. Chém chém ghê nè, chém ghê nè. Ờ, dám úm mình trong đây. Hình như á mình bị cái trái Yuki úm đó là mình lỗi đó các bạn. Rồi. Rông lên đi con. Gặp đâu. Lại đây, lại đây, định làm gỏi cũng lâu nè bạn. Rống lên đi, lâu lâu à. Quay đầu hết được rồi, cái con này đúng có điều kiện luôn á. Cái trái Yuki đó được lắm. Đánh cũng đâu chết mình đâu mà giờ dày nè. Cái trái này đúng nó phí chứ. Không, nhưng mà đánh á, thì mình được giảm sát thương nè. Với lại có cái chiêu số 3 cũng được á. Đó, cái chiêu số 3 mình chạy thẳng về phía trước đó rồi xong. Ôm núi luôn rồi. Thấy chán tiền luôn chứ. Lại nhìn lại là cạp đầu liền. Nhìn nè, dám nhìn được sự đau khổ của ta. Ngon cho ta lên đi đánh lộn, cho lên đi đánh lộn. Trời ơi. Tặng mình reset trái quỷ nè các bạn. Tặng mình reset trái quỷ nè, coi độc địa không. Thôi chắc mình cũng reset trái quỷ ha. Để video sau mình sẽ review những trái quỷ khác cho bạn xem ha. Rồi kỳ này Z luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh giá sơ bộ về năng lực của trái quỷ Sabino này. Lúc mà mình sử dụng và xài sẽ là như thế nào. Thì mình thấy á, là trong cái quá trình farm á, thì các bạn không nên biến thành cái dạng khủng long to đùng bự chảng. Tại vì nó rất là đù và bạn farm sẽ rất là khó. Nên là các bạn có thể phối hợp ở cái dạng người lai khủng long để có thể cho ra cái chất lượng farm tốt hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà các bạn PK đó thì bạn cũng có thể phối hợp ở cái dạng người lai khủng long. Nhưng mà mình thấy á, là lên cái dạng khủng long thì PK khá là ngon. Nhưng mà với những bạn nào á, mà có kỹ năng cao á, thì có thể hit and run đủ kiểu á, thì con khủng long nó rất là khó để gây sát thương được những bạn đó. Thì mấy bạn xài năng lực trái Sabino này, tuy á PK ngon nhưng mà các bạn phải có kỹ năng cũng khá là tốt để có thể phối hợp giữa dạng người lai khủng long và khủng long để có thể PK chết kẻ thù nhanh nhất có thể. Thì đánh giá sơ bộ của mình là như thế, thì tùy theo mỗi bạn cảm nhận như thế nào. Rồi, video đến đây thì mình xin chính thức kết thúc. Thì cảm ơn bạn HV đã hỗ trợ mình trong video lần này. Và cảm ơn đa số các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video. Vậy hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn.